chua choa ơi, đúng là lễ lớn. Pháo bông bắn tùm lum ha. Hình như có mùi gì thơm thơm phải không? Bên kia đang nướng khoai lang nữa mà. Cho ta ăn củ được không? Mấy em có điều kiện là phải trai đẹp mới cho. Ồ vậy luôn hả? Không phải khoe chứ ở đây khoai nhà ai cũng to hết trơn. Đất tốt nên trồng gì cũng được. Vậy ở đây trồng sầu riêng được không? Sầu riêng sầu chung gì quất hết. Dữ vậy hả? Không tin phải không? Ta dẫn ngài đi coi. Trời đất ơi, sầu riêng nhìn đã quá ha. Khui ra chắc thơm tét lỗ mũi. Sầu riêng tươi cũng ngon nhưng mắc công khui. Bây giờ người ta ra sầu riêng sấy luôn rồi ngài không biết hả? Trời ngon không vậy? Hả? Ngon bá cháy bồ chét. Nhà của ta toàn ăn sầu riêng sấy của Visa Food ngon lắm. Ngài xem đi, mẫu mã vừa đẹp, vừa dễ mang theo đi du lịch, đi dã ngoại. Có nhiều loại combo cho ngài chọn tiện dụng phải ha. Nghe cũng thèm quá ha. Ủa, Ngô Không đâu rồi? Ngô Không! Ê! Cướp hà! Con chạy tẹt ra đi mua sầu riêng sấy của Visa Food về cho thầy. Ê, ok đi liền. Mày lần nào mà nhấn muốn banh làm cái chuông vậy hả? Cùng hả mày? Ở đây có bán sầu riêng sấy của Visa Food phải không? Muốn mua bao nhiêu? Có bao nhiêu đem hết ra đây, lão tôi mua hết luôn. Dữ vậy hả? Chờ em chút nha anh. Em vô kêu nhỏ cái toán xuất kho liền. Đứng đợi nha. Đại dương. Ngoài cổng có một anh khỉ đẹp trai muốn mua hết sầu riêng sấy Visa Food của chúng ta. Vui bật cớ luôn đại dương ơi. Mau đưa cho hắn liền đi. Cơm gà xá xíu rồi muốn xào tỏi vừa thổi vừa ăn đây. Để ăn đi. Lúc nãy thấy sầu riêng sấy Visa Food ngon quá ta lỡ quất hết luôn rồi không còn miếng nữa. Bất quá lên sầu riêng sấy chấm cơm mua là có thôi. Đặt hàng cái là người ta giao tới tận nhà luôn. Sư phụ mới đi lên triều xin trợ cấp đi đường. Chút về không còn bịch nào ổng nhảy dựng lên chờ coi. Công sức ta đi mua về mà nhà ngươi dứt hết không còn một bịch. Con heo này ta phải quay người mới được. Đừng giận nữa mà sư huynh. Hết thì mua thôi. Ở số 362 / 60 Nguyễn Đình Chiểu nè chứ đâu mà xa. Nè uống miếng nước mắm vuốt giận nha. Ăn chút xíu là gì dữ hơn. Ta cạo lông ngươi bây giờ. Làm thứ ghê. Đại sư huynh giận rồi kìa. Giỡn nhầy thiệt á. Ta nói có gì sai chứ. Chơi thì chơi à. Vậy thì chơi liền đi. Đụng cái là chửi ta. Một hồi tanh banh hết chút mà làm thứ ghê à. Mấy má ồn quá. Không ăn, không ăn nữa. Ủa, tiền lần trước ta cho cộng thêm mấy trăm bịch mà dứt hết luôn hả? Nhưng không sao, sầu riêng sấy lạnh chứ đâu phải chiên. Ăn vừa sạch sẽ vừa hạn chế bị nóng. Thank you. Ta muốn ăn combo 2 gói. Bị hả? Thần thì combo 20 gói á. Còn ta thì... Ê nè nè, mấy đứa xin gì mà làm quá. Bị hả? Mấy đứa đó đã hơi thất lễ. Bằng tăng ăn uống không nhiều, mỗi loại lấy xe tải được rồi ha. Người đệ, cho nắm tay cái nhờ. Bị hả? Thật không ngờ, bị hạ đẹp trai phong độ, mà lại là con gái thật tuyệt nữa. Tại đệ không biết đâu chứ, con trai bây giờ, đứa nào đẹp đẹp, bóng chắc luôn. Ta sống thật với bản thân, ai yêu ta yêu lại hả? Nói đùa vậy thôi, ta là chuẩn mềm nữa nha. Chẳng vui.